Đây là chiếc áo thun mà ai cũng nên có trong mùa hè này, bởi vì chất vải của nó là thun tăm lạnh, mặc rất là mát, thấm hút mồ hôi, không có sợ bị nhăn nhào, bay nhão hay chảy xệ phong, có thể giặt máy và có thể giặt tay luôn, không xù lông xù vải. Đặc biệt là áo thiết kế kiểu cách điệu xếp ly, nâng đỡ vòng một, vừa tôn vòng một vừa gọn được dáng eo. Đồng thời áo thiết kế dạng vạt bầu nên các chị em nấm lụt mặc lên trông rất gọn dáng, và đặc biệt là trông mình sẽ cao ráo hơn rất là nhiều luôn. Áo có 3 màu đen, trắng, xám, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Áo dễ phối đồ, không kén da, kén dáng, kén củi. Bất cứ ai cũng có thể mặc được chiếc áo này. Tranh thủ mình sắm áo ở trong giỏ hàng góc bên tay trái màn hình nhá. Đây là chiếc áo thun mà ai cũng nên có trong mùa hè này, bởi vì chất vải của nó là thun tăm lạnh, mặc rất là mát, thấm hút mồ hôi, không có sợ bị nhăn nhào, bay nhão hay chảy xệ phong, có thể giặt máy và có thể giặt tay luôn, không xù lông xù vải. Đặc biệt là áo thiết kế kiểu cách điệu xếp ly, nâng đỡ vòng một, vừa tôn vòng một vừa gọn được dáng eo. Đồng thời áo thiết kế dạng vạt bầu nên các chị em nấm lụt mặc lên trông rất gọn dáng, và đặc biệt là trông mình sẽ cao ráo hơn rất là nhiều luôn. Áo có 3 màu đen, trắng, xám, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Áo dễ phối đồ, không kén da, kén dáng, kén củi. Bất cứ ai cũng có thể mặc được chiếc áo này. Tranh thủ mình sắm áo ở trong giỏ hàng góc bên tay trái màn hình nhá.